hoa sen vàng, con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh. Xin trân trọng cung kính giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử Hòa Thượng Thích Giác Hạnh từ quê nhà sang Hoàng Pháp tại Úc Châu. Kính bạch Hòa Thượng, Ngài đã từ bi ai mẫn nhận lời thỉnh mời của chúng con chấm tích Quang Lâm về tịnh xá để ban bố cho hàng Phật tử chúng con những pháp âm vi diệu. Hôm nay thời đã đến, duyên đã đủ, hàng Phật tử chúng con tại tịnh xá Minh Đăng Quang xin đê đầu kiền thỉnh Hòa Thượng từ bi hoan hỷ ban pháp âm cho toàn thể chúng con làm tư đưa lương trên bước đường tu học. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay
tại đến tỉnh xá mình đàng hoàng ở Sydney, có mấy đi ở Việt Nam mới qua. Đây là một cái nhân duyên tự nhiên rồi mình gặp nhau ở đây đồng hương, đó là cái một cái nhân duyên đặc biệt. Thì với Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 tới đây, nhưng mà ở nước ngoài thì sinh hoạt cứ thứ bảy chủ nhật thôi, chứ không có 19, 20 gì hết. Hôm qua thời gian ở phương tịnh niệm Phật đường Quảng Âm, bữa nay cũng nói về hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm mai chùa Phước Hậu cũng nói hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước khi vào cái đề giảng, thầy kể quý vị nghe một cái chuyện lộn ruột lộn gan hết. Có một sư cô về Bình Phước, thầy tốt nghiệp thầy học viện ở Sài Gòn, sau về lên một cái chùa ở nhà quê, đâu tối tụng kinh đâu khoảng 20, nhà quê mà. Thì có cái cô Phật tử đó, cổ mới lấy chồng mà cổ ham con trai dữ lắm, mà bên chồng cổ là ai cũng mong là cổ sanh con trai. Thì cổ đi chùa cổ mới tâm sự với sư cô, rồi nói sư cô ơi, con có bầu mà con ham con trai lắm, mà gia đình bên chồng còn ai cũng ham con trai hết. Sư cô cầu nguyện cho con, giúp đỡ cho con. Sư cô mới nói trong kinh Phổ Môn đó, nên ai thành tâm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cầu con trai, đẻ con trai, thì con về niệm Quan Âm thì đẻ con trai. Cổ về cổ niệm qua trời qua đất, niệm niệm sáng niệm chiều niệm đẻ ra con gái. Cái chuyện đó lộn gan đó. Thế thì cô này cổ giận sư cô, cô nói sư cô tu mà nói láo, biểu con niệm Quan Âm đẻ con trai, giờ niệm Quan Âm đẻ ra con gái. Tới gần cái đứa con có tháng hai tháng thì cổ bồng tới chùa cổ mắng sư cô đó tưng bừng tở bở. Sư cô đó buồn quá, mới về lãnh cái chùa, cái niềm vui đâu không thấy mà tự nhiên nó xảy ra cái chuyện. Thế bây giờ mấy sư cô này nghĩ sao? Sư cô đó nói trúng hả trật. Mà để trong kinh nói chứ đâu phải là sư cô đó nói được, đúng không? Trong kinh nó nói đàng hoàng. Thì sư cô đó là người tu hành đó nè, căn cứ là trong kinh đó để mà hướng dẫn cho Phật tử. Mà bây giờ nó trật ra, vậy là kinh trật hay là sư cô trật? Đâu có bị suy nghĩ ra. Thầy phải lên trên đó thầy giải tỏa cái chuyện đó mới được, mới êm rồi được. Bây cổ học trò thầy, cổ học ở đi viện Thiền Hòa, thầy giải cổ, thầy lên trên đó thầy giải tỏa cái chuyện đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đại Thừa, mình nghe không có nổi đâu. Thế là kinh Đại Thừa Bồ Tát mới nghe nổi, mà Bồ Tát Bất Thối Chuyển cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm cũng chưa nghe nổi, thì làm sao mình con người phàm phu mình nghe nổi? Có gì hiểu chưa? Cho nên ở trong cái phẩm Phổ Môn là một trong phẩm thứ 25 trong kinh Pháp Hoa,
Đức Phật nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm thì ở trong đó có hai cái việc nhị cầu, tức là cầu con trai, cầu con gái. Hai cái cầu đó quan trọng. Thế thì bây giờ chúng ta suy nghĩ rằng Đức Phật nói kinh Đại Thừa cho hàng Bồ Tát bất thối chuyển mà dẫn hàng Bồ Tát đi vào sanh tử, đẻ con trai, đẻ con gái là vô lý. Vô lý. Phải nói với chuyện người thế gian đó thì nghe được, mà nói cho hàng Bồ Tát mà dẫn Bồ Tát đi vào sanh tử, tức là đẻ con trai con gái. Cho nên đó là cái chuyện ẩn dụ. Con trai là dụ cho trí tuệ và con gái là dụ cho phước đức. Cho nên hàng Bồ Tát phải đầy đủ hai cái món trí tuệ và phước đức thì trên con đường hành đạo, Bồ Tát đạo mới thành công. Chứ đâu có phải nói chuyện đẻ con trai, đẻ con gái. Đó là ẩn dụ. Nhưng mà cái văn nó khó quá. Mình hiểu chưa có thấu đáo, cho nên mình căn cứ vào cái kinh văn đó mình giải thích nè. Cầu con trai, đẻ con trai, cầu con gái, đẻ con gái. Cho nên nó sai ở trong kinh. Chứ sư cô ta nói không có trật. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái ẩn dụ đó chưa hiểu. Chưa hiểu. Cho nên thầy nói cái chuyện thứ quý vị nghe. Thế thì Bồ Tát Quán Thế Âm, cái vị Bồ Tát này tên gì thì không biết, giống như là Ngài Thường Bất Khinh, không biết tên gì hết. Nhưng mà Ngài có một cái nguyện là thế gian họ khổ, họ cầu cứu thì Ngài cứu khổ, gọi là Quán Thế Âm. Chứ mình nói Quan Âm là không đúng. Nếu Phật Bà Quan Âm là còn say dữ nữa. Cho nên có nhiều người nói Phật Bà Quan Âm. Phật thì không có Phật ông Phật bà. Phật là giác ngộ, không có Phật bà. Mà chỉ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nói Phật Bà Quan Âm là sai dữ. Sai. Cho nên chúng ta phải nói là Bồ Tát Quán Thế Âm mới đúng. Quán Thế Âm có nghĩa là xem, chữ quán có nghĩa là xem xét. Cái tiếng kêu khổ của thế gian là vị Bồ Tát này đến cứu khổ. Chứ Bồ Tát là tiếng Phạn Bồ Đề Tát Đỏ, có nghĩa là hữu tình giác, giác nhi hữu tình. Cái vị này giác ngộ rồi, đem cái sự giác ngộ đó là hướng dẫn cho người khác. Thí dụ như cái ông thầy giáo, ông tốt nghiệp sư phạm xong rồi ông về ông dạy lại học trò của ông, gọi là hữu tình giác, giác nhi hữu tình. Tức là cái vị này giác ngộ rồi, rồi đem cái sự giác ngộ đó để giáo hóa dạy lại cho mọi người, cho tất cả chúng sinh, gọi là Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô lượng kiếp. Nhưng mà Ngài phát nguyện độ sanh, cho nên Ngài không có thành Phật. Do cái đại nguyện của Ngài, Ngài thành đạo trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Bi Hoa có chép cái chuyện đó. Nhưng mà Ngài đã phát nguyện. Hồi đó thầy học ở ngoài Phật Học Viện Hải Đức ở Nhà Trang, có cái thầy học chung với thầy, học giỏi lắm, kinh cũng giỏi, luật cũng giỏi, luận cũng giỏi, học xuất sắc. Nhưng mà bữa củi thôi chứ không đi làm gì hết. Hòa Thượng Trí Thủ kêu lên, Hòa Thượng Thiện Siêu kêu lên, nói phải đi làm Phật sự. Không, phát nguyện bữa củi thôi. Nghĩa là củi ống to ống lớn gì ở dưới nhà trù đó, rồi cái thầy này chuyên môn bữa củi thôi, không làm gì hết. Mà học rất là giỏi, nhưng mà không làm gì hết.
cử đi đâu cũng lắc đầu hết, ở nhà bữa củi thôi. Như vậy cái vị này là Bồ Tát phát nguyện. Cái sở học người ta rất là giỏi, cái trình độ hiểu biết người ta rất là thông minh, nhưng mà cái nguyện của người ta chỉ ở lại bữa củi cho chúng, nấu cơm cho chúng ăn. Lớp này ra trường rồi lớp khác vô, lớp này ra lớp này vô, cái thầy này chuyên môn bữa củi không? Không làm. Đi vô thấy này, ở trần mặc cái quần tiều ngắn ngắn vậy, vắt cái khăn ở trên đầu để bữa củi, mà học rất là giỏi. Cho nên mình hiểu cái đại nguyện của Bồ Tát khó hiểu lắm. Cho nên cái ngày vô tận ý Bồ Tát hỏi Đức Phật, tức là cái vị Bồ Tát đó có cái hạnh nguyện gì mà tên là Quán Thế Âm, thì Đức Phật trả lời với ngày vô tận ý Bồ Tát là cái vị này có một cái đặc biệt nghe cái tiếng kêu khổ của thế gian, bất luận ở đâu thì ngài đến ngài cứu khổ. Gọi là Quán Thế Âm. Thì trong cái phẩm phổ ngôn đó nói là thất nạn, tức là 47 cái nạn. Giờ thì nói sơ lược mấy cái nạn đó quý vị nghe. Thứ nhất là gió đông đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sống tan hết liền. Thế là cái người này đi ra ngoài biển mà gặp sóng to gió lớn bão tới đó, niệm Quan Âm thì sóng yên gió lặng. Thứ hai là lửa cháy mà niệm Quan Âm thì lửa liền tắt. Gặp quỷ dạ xoa, người này niệm Quan Âm thì quỷ dạ sợ không dám nhìn cái người đó nữa, đừng nói làm hại, không dám nhìn nữa. Rồi bị tù tội kèm kẹp khảo tra, niệm Quan Âm thì kèm kẹp khảo tra gông cùng xiềng xích gì đứt rã hết. Nói bảy cái nạn đó. Bây giờ mình nói gọn lại. Cái thứ nhất là vào trong lửa, lửa không cháy. Vào trong nước, sóng to gió lớn, không chết chìm. Bị trù, bị ếm, bùa ngải rồi niệm Quan Âm, tay qua nạn khỏi, mấy cái nạn đó. Bây giờ chúng ta bàn cái nạn thứ nhất là vào lửa, lửa không cháy. Bây giờ mình đốt một cái đống than, một đống lửa gì đó, rồi mình niệm Quan Âm, mình đi vô trong đó. Nếu mà không cháy đó thì Quan Âm linh cảm, mà hễ cháy là Quan Âm không linh. Mình làm thử rồi, bữa nào mình làm thử rồi. Cháy hết, tiêu hết. Tiêu hết. Mình làm thử đó. Cho nên mình học kinh Đại Thừa đó, thầy nói lại nè, còn một cái ẩn dụ trong đó khó hiểu lắm, chứ không phải cái văn tự như vậy đâu. Thấy cái lửa này không phải cái lửa củi, lửa than, mà cái lửa sân ở trong tâm của mình. Ai cũng có cái bếp lửa này hết. Bình thường thì không thấy đâu, mà nổi sân lên một cái là trời Phật rồi, nhà cửa đổ nát hết rồi. Cái bữa thầy đi Đà Lạt, thầy dẫn cái đoàn Phật tử đi cứu trợ về, mấy bà bên ấy ghé thăm Hòa Thượng Thanh Tử chút, cái lâu quá không có gặp Hòa Thượng, thôi ghé. Thầy lên thất, thầy mới thưa với Hòa Thượng là có mấy Phật tử họ đi hành hương, họ đi cứu trợ, họ về họ ghé thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng xuống dưới đây này, nói chuyện rồi khuyến tấn cho Phật tử tu chút. Hòa Thượng xuống,
ngồi đó. Mấy bà ngồi, nghĩa là cái tay đụng cái chân của hòa thượng ngồi sát rồi. Hòa thượng hỏi cho mấy bà có ham tu không? Mấy bà nói dạ ham. Hòa thượng mới nói nếu mấy bà ham tu thì dạy chỉ cho mấy bà tu. Bây giờ trong tâm của mỗi bà đó có ba con rắn. Rắn hộ lửa, rắn hộ màng, rắn hộ đất. Bà con năm bây giờ đó, năm nay đó, mấy bà ráng tu phải trừ khử con rắn hộ lửa năm nay đi, còn hai con nên để sang năm rồi tính. Được không? Khó quá. Mấy bà nói khó quá. Ủa? Nói ham tu thầy chỉ cho tu bây giờ năm nay đó về ráng to lo tu mà trừ khử con rắn hộ lửa trong tâm của mình, chứ đâu có biểu mấy bà tụng kinh pháp qua ngày một bộ kinh Hoa Nghiêm gì đâu mà nói khó dễ. Khó quá. Con rắn hộ lửa là cái gì? Là cái sân si của mình nhiều đó mà tu trần ai cả cuộc đời không rồi đừng nói năm, đúng không? Tu con rắn này không là suốt cuộc đời tu cũng vừa xong là đừng nói một năm. Như vậy cái lửa trong kinh mà nói ra là cái lửa sân của mình. Nếu khi mà cái lửa sân nó nổi lên mà mình không có cái gì kiềm chế nó thì tan nhà nát cửa hết, có thể giết người, có thể phạm pháp nguy hiểm. Bây giờ cần chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Nam Bồ Tát thì cái sân đó nó lặng xuống, nó im hết do sức niệm Quan Âm. Chứ không có nói cái lửa bằng than bằng củi đốt rồi nhảy vô toi mạng hết đó. Đừng có nghe vậy rồi đốt lửa rồi nhảy vô rồi khùng hết cả lũ hết rồi, đúng không? Vậy là nghe được chưa, nghe kinh được chưa? Lửa sân, nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoản công đức chi lắm. Nghĩa là chỉ cần một cái đốm lửa sân nó nổi lên thì nó đốt tiêu hết cả cái rừng công đức. Tu 50 năm, 40 năm, 50 năm gì, chỉ cần nổi sân lên không. Ở Vũng Tàu thì có cái ông thầy này, ông nuôi thần điệu. Nuôi đặng điệu mà không biết cái thùng phước sương đó là ai cậy, thùng phước sương ai ăn cắp không biết, mà ông đổ thừa cái thằng điệu ổng cậy thùng phước sương. Ổng kêu xuống ổng điều tra, ổng hỏi sao đó thằng điệu nó lắc đầu không có. Ổng xách cái cây, ổng đế một cái vô chấn thương sợ não chết liền. Bà má nó thương đi ở tù, nhất sân chi quả, năng thiêu giảng khoảnh công đức chi lắm. Kệ nó mất cái thùng phước xương rồi, mất tật cúng cái thùng khác. Mất gì mà đánh thằng điệu cho nó chết. Như vậy cái thùng phước xương này bao nhiêu tiền, cái mạng sống của thằng điệu này bao nhiêu tiền. Thấy cái sân chưa? Phải chứ, ông niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Quan Bồ Tát thằng điệu không có chết. Không có học kinh mà không có hành kinh. Thầy nói đó, học kinh là phải hành. Như vậy nếu ông niệm Quan Âm thì thằng điệu không có chết, đúng không? Tức mình qua xách cái cây đập rồi nhỏ một cái chết ở tù rồi, giờ kêu 18 năm. Giờ về tu chừng nào mà đổi cái mạng người này, tu mấy kiếp coi như hỏng chuyện hết. Thấy cái lửa chưa? Cái nạn thứ hai là gặp quỷ la sát. Mà niệm Quan Âm thì cái quỷ la sát này nó không dám nhìn cái người đó, đừng có nói hại. Đừng có nói hại. Thì quý vị biết cái quỷ la sát là cái gì không? Là cái tà kiến si mê của mình. Cái tà kiến. Cho nên người Phật tử chúng ta lại có cái may mắn là sanh
vào cái cuộc đời này, cái xã hội này, cái đất nước này mà gặp được Tam Bảo, gần gũi thiện hữu tri thức là thầy tổ của mình, và nghe được chánh pháp của Đức Phật, tránh khỏi cái tà kiến si mê. Chứ còn không á, chúng ta không gặp được Tam Bảo, không gặp thầy lành mạng tốt, không nghe được chánh pháp, thì chúng ta rơi vào cái tà kiến. Tôi nói cái tà kiến quý vị nghe. Cái vị sư này là thọ giới tỳ kheo rồi, nhưng mà ở trong cái thất của cái vị sư này đó, là 30 mùng 1 thì cái đám linh căn nó tới, nó nhảy, nó lên, nó múa, nó hát, nó lên đồng, lên bóng gì đó. Mà cái vị này là chủ trương cái việc đó, linh căn lên đồng, lên cốt. Năm đó thầy đi hoằng pháp, thầy nghe Phật tử họ bàn bạc cái chuyện đó, thầy ghé thầy mới nói cái vị sư đó: thầy đã may mắn, thầy gặp Tam Bảo, thầy có thầy lành bạn tốt, thầy thọ giới của Phật, mà cái chỗ tu hành của thầy, thầy dẫn cái đám linh căn tới nó lên đồng lên cốt, thầy làm như vậy thì rơi vào tà kiến. Cái chánh kiến thầy ở đâu? Đã thọ đại giới, có thầy tổ thờ Phật, thế mà một tháng hai ngày sắp giận, không giảng pháp cho Phật tử nghe, không hướng dẫn cho người ta niệm Phật, mà dẫn cái đám linh căn đến lên đồng lên cốt, thì cái vị này rơi vào tà kiến si mê. Mà quý vị biết là tạo cái nhân tà kiến si mê đó, thì cái quả nó là gì? Là súc sanh, là chó, là bò, là trâu, là heo. Nhân tham lam thì cái quả đó ngạ quỷ. Nhân sân hận cái quả là địa ngục. Mà cái nhân tà kiến là cái quả súc sanh. Như vậy là mình ở trong nhà chánh pháp, thế mà mình không giữ được cái chánh kiến, mà rơi vào cái tà kiến. Cho nên vì vậy, cái người mà lỡ rơi vào tà kiến, đam mê vào tà kiến, thì niệm Quan Âm Bồ Tát, nhờ sức gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm mà họ không rơi vào cái tà kiến. Đó là cái việc rất là nguy hiểm. Cho nên trong bảy cái nạn đó, mà mình nêu lên một vài cái để chúng ta thấy rằng trong Kinh Đại Thừa có cái sự ẩn dụ trong đó. Cái nạn thứ ba là vào trong biển lớn mà gặp sóng to gió lớn, thì niệm Quan Âm thì sóng yên gió lặng. Như vậy quý vị thấy trong cái cuộc sống của mình, cái gì là sóng to gió lớn trong cái cuộc sống của mình? Dành ăn là sóng to gió lớn. Cái dành ăn, cái tài sản, cái kinh tế đó là tài, là sóng to gió lớn. Trong cái gia đình của mình, anh em ruột thịt, thế mà đấm đá với nhau, tranh giành với nhau, ruộng đất tài sản của cha mẹ, của ông bà để lại, giác đơn giác từ thưa, đó là sóng to gió lớn, tức là tham. Tham. Như vậy ba cái nghiệp tham sân si, thì ba cái nạn trong kinh nói rõ ràng rồi. Cái sóng to gió lớn trong cái đời sống của mình mà muốn lặng yên thì niệm Quan Âm Bồ Tát, thì cái tham lam,
nó mất, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sân si nó mất, tức là tham sân si ba cái nghiệp này rồi, ba cái nạn. Nói như thế để chúng ta có một sự nhận thức là cái văn ở trong kinh nó khác, mà cái giáo nghĩa Đại Thừa, cái ý của kinh Đại Thừa nó khác. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy sư cô ở trên Bình Phước này dạy Phật tử niệm Quan Âm để cầu con trai, nhưng mà cô này niệm cuối cùng còn đẻ con gái, tức là căn cứ vào cái kinh văn, cái văn tự này, nhưng mà cái ẩn dụ trong kinh Đại Thừa thì sư cô chưa hiểu được cái đó. Cho nên thầy phải lên đó, rồi sư cô mới trình bày cái việc cho thầy, thầy mới mời chồng, gia đình của chồng của cô đó, cái cô Phật tử đến chùa thầy giải thích cái này, cầu con trai con gái đó, tức là trí tuệ và phước đức. Con trai là dụ cho trí tuệ, mà con gái là dụ cho phước đức. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có một cái năng lực là Ngài hiện 32 cái thân khác nhau để qua độ. 32 thân. Bây giờ thầy chỉ nói cái thân mà gần nhất ở trong chùa mình thờ là Tiêu Diện Đại Sĩ, le cái lưỡi ra lửa không, đầu có ba cái sừng, đầu đới tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng quả quỷ thần kinh, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện làm Tiêu Diện Đại Sĩ để độ cô hồn. Một hôm tôn giả A Nan thiền định, quý vị có đi Ấn Độ thì đường đi lên núi Linh Thú thì có hai cái động, ngày xưa là một kiện liên, một cái động là A Nan, một cái động Đức Phật ngày trụ tại kỳ núi Linh Thú, thì có hai cái hang đó là hai vị tôn giả. Thì A Nan đang thiền định thì cái loài quỷ diệm khẩu nó dẫn quyến thuộc nó tới rất là đông, nó xin ngài cho nó một bữa ăn. Diệm khẩu tức là mở cái miệng ra là lửa nó tuôn ra, gọi là diệm khẩu. Thì Đức A Nan là không có khả năng. Sau khi xả thiền, A Nan bạch Đức Thế Tôn là con đang thiền định thì cái loài quỷ diệm khẩu nó dẫn quyến thuộc nó rất là đông, nó đến nó xin một bữa ăn, nó đói khát mà không có ăn được, này con không có khả năng. Xin Đức Thế Tôn từ bi giúp đỡ. Đức Phật mới nói thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm đến đây. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thì có cái năng lực là hiện nhiều cái thân để mà hóa độ chúng sinh, thì muốn hóa độ cái loài quỷ diệm khẩu này thì Bồ Tát phải hiện cái thân là diệm khẩu, tức là le cái lưỡi ra lửa nó tuôn ra thì độ cái loài đó. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe Đức Thế Tôn thỉnh ngài đến để trình bày cái việc để giúp cho quỷ diệm khẩu, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hứa khả ngài hiện cái thân diệm khẩu và nói thần chú biến thực biến thủy chờ ngôn. Nếu không có cái thần chú biến thực biến thủy chờ ngôn này thì cái loài diệm khẩu này cũng không ăn được. Bởi vì ở trong nhà Phật của chúng ta có hai cách bố thí, một là chẩn bần, tức là đem vật chất gạo thóc thuốc men quần áo cho người nghèo, ta gọi là chẩn bần, là người còn sống. Cái thứ hai là chẩn tế, tức là dùng cái pháp thực gia trì để giúp cho cái loài quỷ diệm khẩu đó, tức là hai cái pháp bố thí cho người còn sống tức là chẩn bận, mà bố thí cho ngạ quỷ cô hồn là chẩn tế. Vì vậy trong nhà chùa của chúng ta có cái nghi thức là chẩn tế, tức là bố thí cho kẻ cõi âm. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm nói thần chú khai cái yết hầu này đó nè, thì cái loài quỷ đói đó là nó mới hưởng được. Thứ hai nữa là đọc cái thần chú biến thuật biến thủy thì cái
cái thực phẩm này nó mới biến, thì cái loài quỷ nó hưởng được. Chứ mình dọn cho họ ăn giống như mình ăn dỗ, mình ăn khổ, thì cái loài quỷ diệm khẩu không ăn được. À, nó khác cái nghiệp của họ. À, cho nên Bồ Tát Quan Đại Âm, cái năng lực của Bồ Tát thì ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân như vì thuyết pháp. Ngài không phải là người nữ, mà Ngài muốn độ cho hàng nữ nhân cho Ngài, nên Ngài hiện cái thân của người nữ. Thì cái tượng Quán Thế Bồ Tát bây giờ mình tạc đây mình thờ đó, thì người ta căn cứ vào cái 12 đại nguyện của Bồ Tát, mà cái nguyện thứ 5 Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Tức là cái hình Bồ Tát này là người nữ, một tay thì cầm cái tịnh bình, một tay thì cầm cái ngạnh dương liễu. Thanh tịnh bình thì dương liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Ở trong cái tịnh bình này đựng cái nước cam lồ. Cam lồ có nghĩa là ngon ngọt, dịu dàng, mát mẻ, là cái đại bi tâm. Cái bình này là đựng cái đại bi, bi tâm. Cho nên cái chỗ nào xung đột, cái chỗ nào tang thương, cái chỗ nào đau khổ, Ngài dùng cái tịnh bình này Ngài rưới là tắt hết. Vì trong cái tịnh bình này là có cái đại bi tâm. Cái nước cam lồ tức là dụ cho đại bi, bi tâm. Thì bây giờ tất cả những cái chỗ nào xung đột, cái chỗ nào đau khổ là chỉ có cái đại bi tâm, là cái lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chỗ đó mới yên tĩnh, chỗ đó mới an lạc. Thì dương liễu, cái dương liễu nó có cái đặc tính của nó là nó mềm mại, nó dịu dàng. Quý vị đi Trung Quốc ở Động Đình Hồ, tức là họ trồng dương liễu, nó rủ xuống hồ, gió bão không bao giờ gãy hết. Nó giống cái dương liễu nó dịu dàng, nó rủ xuống mặt hồ, nó tha thước, nó thấm, không bao giờ nó gãy. Như vậy cái người nữ là cái tánh của người nữ là thùy mị, đoan trang, dịu dàng, đó nè, là cái nhành dương liễu. Cái tịnh bình, ở trong cái tịnh bình này chứa cái nước cam lồ. Cam lồ tức là đại bi. Như vậy cái hình tượng người nữ Bồ Tát Quán Thế Âm đó, một tay thì cầm cái tịnh bình, một tay thì cầm cái nhành dương liễu, tức là nhẫn nhục là một, từ bi là hai. Cái nhành dương liễu là tượng trưng cho cái hạnh nhẫn nhục, mà cái tịnh bình đó là đại bi. Như vậy có đại bi và có cái nhẫn nhục thì tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi quốc độ, tất cả mọi nơi mọi chốn đều được an lạc. Đó là cái hình tượng của Bồ Tát người nữ mà chúng ta thờ hiện nay. Đó là lấy cái câu thứ 5 ở trong 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để tạc cái hình rồi. Thanh tịnh bình là cái bình thanh tịnh. Thùy dương liễu là cái nhành dương liễu đó. Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện, rải cái nước cam lồ đó là dập tắt hết mọi cái hận thù, mọi cái biến cố, mọi cái khổ đau của mọi người. Bây giờ thầy nói cái linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm để quý vị nghe. Ở cái chùa Kỳ Viên ở Nha Trang, hai thầy đi ra ngoài Ninh Hòa đi làm lễ cầu an, thì hai thầy mới thấy cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cái nhà của Phật tử đó bằng thạch cao, nó lỡ lói hết. Hai thầy mới xin: này, anh chị cho tôi xin cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đem về tôi nhờ thợ nó sửa sang, rồi là nó mặc áo rồi nó đàng hoàng, để nó lỡ lối rồi coi nó kỳ quá.
hai vợ chồng mới gói cái tượng Bồ Tát mới trao cho hai thầy mang về Nha Trang ở chùa Kỳ Viên để trong tủ quên luôn 2 năm, không có sửa sang gì hết, cũng để bọc ni lông để trong cái tủ đó 2 năm. Thì bây giờ ở Ninh Hòa cái người vợ đó thì ngủ Bồ Tát mách bảo rằng cái tượng đó chưa có ai sơn phết sửa sang gì hết, còn để trong tủ. Thì sáng bà vợ nói với ông chồng: tôi đi Nha Trang tôi khám bệnh nha ông, mà nếu như chiều tôi về không kịp thì tôi ở nhà người bạn tôi nghỉ, ông đừng có trông. Chứ không có nói với ông chồng rồi, tôi thấy Bồ Tát Quán Thế Âm về mách bảo nói là chưa có sơn phết, chưa có phục chế gì hết. Bà vợ mới đến chùa Kỳ Viên nó hỏi quý thầy: chứ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 2 năm trước tụi cho tụi con giao cho quý thầy có sửa sang có sơn phết gì chưa? Thầy trụ trì ông nói: trời ơi, quên lâu quá, quên công chuyện Phật sự nhiều quá, quên. Mở tủ ra cái tượng còn ở trong. Rồi hai thầy mới nói: thôi chị đi về đi, nay mai giờ tôi đem xuống thợ rồi nó sửa sang đồ lại, nó sơn phết rồi tôi đem ra ngoài tôi thờ. Thì sau đó quý thầy mới đem cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát xuống thợ nó sửa, đem để ở quả đường rồi. Rồi bây giờ ông chồng đó, ông ngủ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm về mách bảo nó bây giờ cái tượng đó sơn phết đẹp lắm, để ở ngoài quả đường á. Sáng ông chồng mới nói với bà vợ: tôi đi Nha Trang có cái việc thăm thằng bạn nó bệnh, mà tôi về không kịp thì bà đừng có trông, tối tôi ở lại. Cũng nói gạt cho bà vợ nó ghé cái chùa Kỳ Viên đó hỏi cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 2 năm trước vợ chồng tôi trao cho quý thầy sơn phết rồi giờ để ở đâu. Thầy trụ trì nói: tôi đây ở qua đường anh xuống anh xem. Xuống xem thấy cái tượng đẹp quá. Mới nói là hồi tối này tôi ngủ mà ngày về ngày mách bảo ngày cho tôi biết rằng cái tượng quý thầy đã phục chế sơn phết rồi đẹp lắm. Thầy trụ trì mới nói: thôi của anh á, tôi trả anh đó, anh mang về anh thờ đi. Bữa trước bà vợ anh tới cũng nói với tôi là cái tượng còn để trong tủ chưa có sơn phết. Bây giờ anh tới đây anh nói là cái tượng này sơn phết rồi, vậy thì ngài linh cảm quá, tôi trả cho anh. Ông cư sĩ này nó nói: không được, vợ chồng tôi đã thống nhất, đã giao cho quý thầy thì quý thầy sửa sang lại thờ phượng, tôi không có nhận. Thì thầy trụ trì nói qua nói lại nói sau đó đại khái thì ông cư sĩ ông mượn 6 tháng. Thôi quý thầy nói vậy thôi, cho tôi mượn 6 tháng tôi mang về để 6 tháng. Đúng 6 tháng thì Bồ Tát Quán Thế Âm mách bảo nó đủ thời gian rồi, đem trả cái tượng lại cho chùa Kỳ Viên. Ông cư sĩ đã mang cái tượng ra đem về chùa Kỳ Viên bằng thạch cao. Thế mà linh cảm như vậy. Thì ra đó thầy giảng, thì thầy trụ trì mới chỉ cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để ở trai đường đó. Có cái sự việc đó thầy kể cho thầy nghe. Câu chuyện thứ hai là ở Chương Thiện, tức là ngày xưa tức là Cần Thơ nó chia ra cái tỉnh Chương Thiện. Thì hôm đó thầy giảng ở dưới đó, thì quý thầy mới nói ngày mai đó ông quận trưởng Chương Thiện đó là an vị cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ổng thờ đằng trước dinh của ổng. Thầy đến dự lễ trai tăng rồi thầy ban đạo từ, thầy nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát để cho vợ chồng ổng quận trưởng Chương Thiện là ổng có cái niềm tin. Thì thầy tới đó ông mới kể thầy nghe.
Tôi có thằng con trai 13 tuổi, tôi đưa nó lên bệnh viện Sanborn, mà bác sĩ nó thôi trả nó về, cháu nó nặng lắm, nó ăn cái gì cho nó ăn rồi lo hậu sự chứ, ở đây là bác sĩ bó tay không chịu được. Ông ấy mang thằng con ông về mà có thằng con trai duy nhất, ông khổ lắm. Tối ông lấy cái mâm, ông lấy cái ghế, ông để ở ngoài sân, rồi ông lấy bông trái, rồi để ông lấy giấy đất nước ông bà phù hộ cho con tôi, trúng thầy trúng thuốc nó hết bệnh rồi cúng con heo quay. Chứ ông đâu có biết Phật Pháp gì hết, là giấy đất nước ông bà. Thì tối hôm đó ông chim bao, ông thấy một cái bà phương phi lắm, mặc áo màu trắng mà có cái hình cái lá tre, nói với ông đừng có khổ, bà mách bảo cho sáng ngày mai đi ra ngoài trước nhà, đi về hướng bắc đó, gặp ông thầy thuốc bắc thuốc nam gì đó, rước ông về ông xem mạch, ông hút thuốc, con ông hết cái gì mà khổ. Khuya ông dậy ông nói với vợ ông, tôi thấy một cái bà già bà chỉ rằng sáng ngày mai đi về cái hướng bắc đó, gặp thầy thuốc nam thuốc bắc thuốc tây thuốc tàu gì cũng được hết, rước về để hút thuốc cho con mình uống để khỏi bệnh. Sáng tôi xài cái thằng tài xế riêng của tôi, nó xách chiếc xe riếp, nó chạy về hướng bắc, nó gặp cái ông thầy thuốc bắc mà nghèo lắm. Vô nó quận trưởng mời ông tới xem mạch hút thuốc cho con ông. Tài xế nó chở cái ông thầy thuốc ra về nhà, nó xem mạch nó hút cho 2 tháng. Thì trở lại ông xem mạch cũng hút thêm 3 tháng nữa là 5 tháng. Uống được 5 tháng thuốc rồi thì thằng con ông uống sữa được. Ông hốt thêm 3 tháng nữa, thằng nhỏ ăn cháo được. Và cứ như vậy lần lượt thì thằng con ổng nó mạnh khỏe, hết bệnh, ổng mừng quá. Mà không biết cái bà đó là cái bà gì, mà giấy là giấy đất nước ông bà. Bây giờ cái bà già đã bắt mách bảo, mà ổng không biết ông bà đó, cái bà đó là bà gì. Ông mới nói bà vợ ông lên chùa Khánh Quang ở Cần Thơ đó, gặp mấy sư đó hỏi chồng tôi nằm trên bao thấy cái bà đó, mà bà đó là cái bà gì, tôi về tôi cúng. Thì bà vợ lên chùa Khánh Quang đó, sáng gặp mấy cái bà quét lá đằng trước chùa làm công quả đó, bà vợ mới trình bà. Thì mấy cái bà công quả nó, bà đó là bà Phật bà Quan Âm đó, linh lắm. Nói cũng trật nữa, Phật bà Quan Âm. Ông mới về, ông lên chùa Giác Hải ở trên Phú Lâm đó. Ông thỉnh cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 1 thước 2, đem về ông để đằng trước dinh của ông làm một cái Quan Âm cát, ông làm đẹp lắm, thờ. Thì cái bữa đó là cái bữa khánh thành, mà là ăn gì cái tượng đó là con ông hết bệnh. Thì hôm đó thầy đến, thầy dự cái lễ trai tăng, rồi ổng mới tác bạch, ổng nói cái nguyên nhân tại sao ổng thỉnh tượng Quan Âm về ổng thờ trước nhà ổng, và con ổng hết bệnh thì bây giờ ổng không cúng con heo quay nữa, mà thỉnh Bồ Tát Quan Trai Âm về thờ để làm để lễ an vị cúng dường trai tăng hồi hướng cho con ổng. Sự mầu nhiệm của Quan Trai Âm. Câu chuyện thứ ba là thầy Tịnh Từ bây giờ ở bên Mỹ đó, thì cái ngày mà phỏng vấn đó, để thầy đi Mỹ đó, thì thầy nói rằng tiếng Anh tôi bập bẹ chứ không có nói được nhiều. Mà bây giờ ra ngoài đó đó là người Mỹ nó phỏng vấn mà tôi nói không có được. Tôi mới nhờ thầy Phước Tài đó, ngày mai đó đi theo tôi ra đó để Mỹ nó nói gì thầy trả lời dùm, thầy Phước Tài rồi tiếng Anh giỏi lắm. Thì chiều hôm đó là má thầy Phước Tài với Trà Ôn rồi từ trần
cho nên thầy Phước Tài phải về quê để lo tang lễ cho bà già đó, không có đi phỏng vấn với thầy. Đêm hôm đó thầy nói tôi hết biết, giờ không còn cách nào nữa hết, tôi niệm Quan Âm sáng đêm, cứ đi kinh hành như vậy mà niệm tâm thinh cứu khổ, đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Bồ Tát, tôi niệm tới 4 giờ sáng rồi đại chúng về công phu. Sáng tôi ra ngoài đó, người Mỹ nó nói cái gì tôi nói cái đó, còn dư nữa. Dư. Nhưng mà khả năng tôi thì không nói được. Nhưng mà tại sao lại bây giờ họ hỏi tôi trả lời suông hết mà còn dư nữa. Như vậy là do sức niệm Quan Âm. Thầy Tịnh Từ bây giờ còn ở Mỹ đó. Có khi nào quý vị qua Mỹ là tới Kim Sơn nó hỏi thầy Tịnh Từ, thầy Giác Hạnh nói vậy vậy mà đúng không? Thầy kể cho thầy nghe, mà thầy mới đi Mỹ cái này hay lắm. Thầy kể cho thầy nghe, linh lắm thầy ơi. Bây giờ thầy Phước Tài đi về quê rồi, thì bây giờ ai để đi nói với thầy, mà thầy nói cái khả năng tôi không nói được tiếng Anh nhiều, chỉ học ở trong trường nói bập bẹ rồi viết vậy thôi chứ nói không được. Thế mà tôi ra tôi nói cách sao nó còn dư nữa, tôi không biết ai nói cho đâu tôi nói gì. Là như là do sức niệm Quan Âm. Rồi bây giờ hôm đó cái ông bộ rồi đội, ông có cái nhà xong rồi, ông mời thầy xuống làm lễ ăn vị Phật cho ông. Mà thầy thấy cái tượng Quan Âm nó cũ, cũ lắm. Thầy mới nói bây giờ tôi ở chùa có cái tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sành sứ của Đài Loan, tôi cho bộ đội tôi đem cái tượng này về tôi thiêu nha. Chứ nhà tốt quá mà thờ cái tượng này đen quá, ông nói không được, không được, không được. Cái này linh dữ lắm, cái tượng này linh lắm. Ông kể cho thầy nghe. Tôi người Huế, mà khi tôi nhập ngũ đó, đi qua bên Miên đó, thì bố tôi mới cho tôi cái tượng Quan Âm 69 bỏ trong cái bốp. Con ơi, lần tên mũi đạn nó tránh mình cho mình đâu có tránh được. Giờ con bố cho con ngay cái tượng Quan Âm này, con bỏ này, niệm Quan Âm nha con, linh cảm, linh lắm. Thì bố cho thì tôi bỏ theo, chứ còn tin thì không có tin, không có tin. Qua bên Miền đánh cái trận đó là đồng đội tôi chết 4 người, máu me không, tôi phải nằm trên 4 cái xác chết đó, giả chết, niệm Quan Âm, niệm tha thiết, niệm đến nhất tâm, bởi vì nó không phải chết rồi con nghe nữa, mà cái thằng Bon Bot nó mang giày bốt trụ xô mà nó đạp trên mình tôi rồi, mà không biết đau. Nếu mà bữa đó tôi nhúc nhích một chút nó bắn chết rồi. Đau dữ lắm mà nó đạp nhưng mà không biết đau, nên niệm Quan Âm. Bởi vì lúc đó niệm nhất tâm mình không có biết đau. Nhưng mà không nhất tâm thì đùng một chút là đau rồi, nhất tâm không. Thế là sau cái trận đó tôi thoát chết, tôi về giải ngũ, tôi về tôi mới dạy cái trường huấn luyện ở Long Giao. Tôi đem cái tượng Quan Âm Bồ Tát tôi để trong cái cánh cửa sổ đó, tối tôi về tôi thắp nhang, chứ trong bộ đội đâu có cho thờ. Bữa đó tôi đi dạy trời mưa cho nên gió nó dập cái cánh cửa đó, bể cái khuôn kiếm đó, cái tượng Quan Âm Bồ Tát rớt dưới nước ướt hết. Tôi về tôi buồn quá, buồn quá, bởi vì ngày độ cho mình, ngày giúp cho mình thoát chết từ bên Miên về, bây giờ mình đem mình thờ đó mà gió nó dập cái cánh cửa, nó bể cái tấm kiến, nó rớt cái tượng Quan Âm Bồ Tát, nó ướt mất hết. Buồn quá. Mấy bữa sau tôi mới ra ngoài chợ Long Giao, tôi đi cắt cái miếng kiến về để thay cái cánh cửa đó. Sao tôi thấy ở trong cái tiệm cắt kiến này có cái tượng Quan Âm Bồ Tát, giống như cái tượng Bồ Tát Quán Âm của tôi, nhưng mà lớn 25-35, một bề 35 cm, một bề 25 cm, còn cái hình của tôi là 69. Tôi mừng quá, tôi nói với ông thợ cắt kiến, anh bán cho tôi cái tượng đó đi. Ông thợ cắt kiến ông nói không được, cái này của người ta cắt kiến, người ta gửi đâu phải của tôi bán. Cứ nói bộ đội mua đi. Ông đưa tiền cho ông thợ cắt kiến, ông
ôm cái tượng Quan Âm đó về. Thì bây giờ ông mới về cái đơn vị của ông, thì người ta mới cấp cho sĩ quan một người một phần đất 100 mét vuông, cất cái nhà rồi, ông cưới vợ, ông mới đem cái tượng Quan Âm Bồ Tát đó về nhà ông thờ. Mà thầy tới thầy đổi ông cái tượng bằng sành, đem cái tượng cũ ra về thiêu, ông không cho. Linh lắm, linh lắm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái bình đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm, ông quận trưởng là lính Cộng Hòa, Bồ Tát cũng độ. Cái ông này bộ đội lính của cụ Hồ, ông cũng Bồ Tát cũng độ, nghe là bình đẳng. Ở Cần Đước thầy cái tiệm vàng Hiệp Tài, thầy kể cho nghe, tức là cách cái nhà của Trúc Huệ đó đâu chừng 6 căn 5 căn gì đó. Chiều 4 giờ 2 vợ chồng mới đóng cửa dọn dẹp ra đằng sau, ông ngồi ông đọc báo, bà vợ thì lo bữa cơm chiều, có một đứa nó giúp việc. Trái cành năm nó bắn ngay cái tiệm vàng đó, cái cửa bằng sắt nó bay ra ngoài sân, vàng bạc tủ gì nó bay ra ngoài sân hết. Mà cái tượng Quan Âm Bồ Tát với cái đèn dầu trên bàn thờ đó còn nguyên hết. Thằng con của bà nó học ở bên Đức, nó về nó mua cho bà cái tượng Quan Âm Bồ Tát ở bên Đức, nó về nó tặng cho má nó. Thì bà đem cái tượng bà thờ trên cái bàn nhỏ đó mà đốt cái đèn dầu để trên cái bàn thờ đó. Mà cái trái cành năm nó bắn là cái tiệm vàng nó bay ra ngoài lộ hết, mà cái đèn dầu không tắt, mà cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm còn nguyên hết. Cái nhà đó tiêu tan hết. Ông quận trưởng ông tới ông khảo sát cái vụ cái trái cành năm nó nổ, ông đứng ông nói cái mạng của ông bà nó Phật độ chứ còn không ai độ. Nghĩa là cái tiệm vàng thì tiêu hết, mà cái đèn dầu ở trên cái bàn thờ đó còn nguyên. Ở bên Mỹ, thầy kể bên Mỹ cái gì, trong một cái khu đó có một cái chùa mà hỏa hoạn nó cháy, nghĩa là tất cả đều cháy rụi hết. Có một cái chùa đó mà cái vách chùa nó bằng gỗ, mà hai bên cái vách chùa nó vàng như cái vỏ cái ổ bánh mì, quý vị biết. Mà cái vị sư ngồi ở trong đó niệm Quan Âm, mà ngài nói rằng ngài không ra khỏi cái quả quạng này, ngài niệm để cho chết. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình hốt quạng ra, nhưng mà nó cháy hết, mà hai bên cái vách chùa này nó vàng như cái da cái ổ bánh mì hết, mà cái chùa trong nó còn nguyên, ngoài chung quanh là đã chết hết ở bên Mỹ. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ là cái đại nguyện của ngài. Ai đó không biết, người có đạo, người không đạo, người có tín ngưỡng, người không tín ngưỡng, mà hãy chí thành mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ngài nghe cái tiếng khổ của chúng sinh ở đâu, ngài không luận là tôn giáo, không luận là màu da sắc tộc, ngài đến ngài cứu khổ. Đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Lăng Nghiêm thì sau khi các vị Bồ Tát trình viên thông cho Phật, Văn Thù, Phổ Hiền, Nghị Trì Địa Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, nhiều vị Bồ Tát trình viên thông cho Phật mà Phật không có tán thán. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm trình cái nhĩ căn viên thông cho Đức Phật thì Đức Phật mới tán thán. Bởi vì cái nhĩ căn của Bồ Tát Quan Âm nó có ba cái việc quan trọng: viên thông thường, con mắt mình không được như vậy, lỗ tai mình không như vậy, cái mũi mình không được như vậy, trong các căn mà chỉ có nhĩ căn viên thông.
ba cái việc đó viên thông thường. Cái lỗ tai của mình cách cái tấm vách, bên kia nói bên này cũng nghe, nhưng mà con mắt mình thì cách cái tấm vách, bên kia bên đây mình không nghe, không gọi là thường. Lỗ tai của mình nghe cùng một lúc tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng nam, tiếng nữ, như là tất cả nghe một lúc, nghe được thì con mắt cũng thấy được. Nhưng mà con mắt thì có cái tấm vách thì con mắt không thấy, mà cái lỗ tai thì cách cái vách lỗ tai vẫn nghe, gọi là thông. Thứ ba, có tiếng cũng nghe mà không có tiếng cũng nghe. Cái này nó hơi khó một chút. Thầy chứng minh trong kinh Lăng Nghiêm này quý vị thầy. Đức Phật bảo A Nan đánh cái chuông. A Nan đánh xong cái chuông rồi Phật hỏi A Nan có tiếng chuông không? A Nan nói dạ thưa Thế Tôn có. Sau khi cái tiếng chuông nó hết rồi, Phật hỏi A Nan là có tiếng chuông không? A Nan nói thưa không. Thì tôi hỏi quý vị cũng trả lời như vậy chứ trả lời sao? Khi đánh tiếng chuông thì nó có tiếng chuông, mà tiếng chuông nó hết rồi nên nó không có tiếng chuông. Phật bảo đánh thêm lần thứ hai nữa, hỏi có nghe không? A Nan nghe là thường nghe. Rồi cái tiếng chuông nó ngân hết rồi, Phật hỏi A Nan có nghe không? A Nan nó không. Thì quý vị cũng trả lời như A Nan vậy thôi. Có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, không có tiếng chuông thì không nghe tiếng chuông. Có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, không có tiếng chuông thì nói là không nghe tiếng chuông. Bình thường ai cũng trả lời như tôn giả A Nan vậy. Đức Phật mới nói với A Nan này nè, có chừng đó thôi, nghe và tiếng chuông thế mà ông lẫn lộn thì chừng nào mới là chứng quả Bồ Đề được? Phật quở A Nan. Phật quở A Nan. Có chừng đó thôi, tức là có tiếng chuông và nghe tiếng chuông mà ông lẫn lộn như vậy thì chừng nào để chứng quả Bồ Đề? Cho nên Đức Phật mới nói thế này, có tiếng chuông thì ta nghe có tiếng chuông, mà nếu không có tiếng chuông thì ta vẫn nghe cái không có tiếng chuông. Quý vị nghe được không? Vẫn nghe mà nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải là không nghe. Như vậy cái thinh trần, tức là tiếng chuông có và không nó gián đoạn, nhưng mà cái tánh nghe thì không có gián đoạn, nó hằng hữu. Cho nên ông nghe cái tiếng chuông thứ nhất mà nếu cái tánh nghe nó gián đoạn thì không thể nghe cái tiếng chuông thứ hai, nghe tiếng chuông thứ ba, vân vân, vì cái tánh nghe nó hằng hữu. Cho nên Như Lai nói có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, và không có tiếng chuông vẫn nghe cái không có tiếng chuông, vẫn nghe là cái tánh nghe nó hằng hữu. Thí dụ cái người đó họ mù, họ không thấy được, mình hỏi họ cho anh thấy cái gì không? Không, thấy cái tối thui. Thấy mà thấy cái tối thui sao không thấy? Thấy nghĩa là cái người này đi chữa con mắt, mà họ lành bệnh họ thấy cảnh vật như chúng ta, nhưng họ bệnh họ không thấy được cái cảnh màu sắc như chúng ta, họ vẫn thấy cái tối thui. Thì giống như cái người đó vào trong cái phòng tối, cái phòng đó không có đèn ban đêm, thì mình thấy cái gì? Thấy cái tối thui. Bây giờ mình mò mò, mình bật cái công tắc lên thì đèn nó sáng lên, rồi mình thấy cảnh vật, thấy cái sáng. Thì cái người nhậm con mắt đó, bệnh con mắt đó, nếu chữa con mắt lành thì họ vẫn thấy như mình, nó bình thường. Cho nên Đức Thế Tôn nói tánh nghe thì hằng hữu, mà thinh trần thì gián đoạn. Cho nên
cái lỗ tai này có tiếng vẫn nghe và không có tiếng vẫn nghe. Nghe cái không có tiếng có nghĩa là cái tánh nghe nó hàng hữu với nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Thế Tôn ngài tán thán. Còn tất cả các vị Bồ Tát khác trình viên thông cho Phật, nhị nhãn căn, thiệt căn, thân căn, tỷ căn, ngày không tán thán. Vì nhĩ căn nó được ba cái điều kiện là viên thông thường. Tôi nói lại chỗ đó, cái lỗ tai mình nghe mà cách cái tấm vách bên kia họ nói bên này mình cũng nghe, con mắt thì không được như vậy. Con mắt mình thấy mà có cái vách nó ngăn lại thì mình không thấy, nhưng mà lỗ tai mình vẫn thấy. Lỗ tai mình nghe một lần chuông trống xe cộ nam nữ, nghĩa là nhiều cái âm thanh, thì lỗ tai mình nghe một lượt cũng được, thì con mắt mình cũng thấy một lượt đủ thứ màu sắc. Thứ ba là có thinh trần, tức là có tiếng thì lỗ tai vẫn nghe, mà không có tiếng thì cái tai này vẫn nghe. Nghe tai cái không có tiếng vì cái tánh nghe nó hằng hữu mà thinh trần nó gián đoạn, cho nên cái lỗ tai này nó hơn con mắt, nó hơn lỗ mũi, các cái căn khác thì không được viên thông thường, mà chỉ có nhĩ căn mới được viên thông thường. Đức Phật tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm trình cái nhĩ căn viên thông, cho nên ngài nghe cái tiếng kêu cứu thế gian không phải là con người mà con thú ngài cũng nghe được. Những cái lời vô tình như là ngã quỷ cô hồn ngài cũng nghe được, chứ không phải ngài chỉ nghe tiếng người Tây ngài nghe cũng được, ngài Việt người nghe cũng được, người Tây Tạng ngài nghe cũng được, vì ngài là viên thông cho nên ngài nghe được tất cả các thứ tiếng. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm. Thầy nói lại, trong kinh Pháp Hoa có vị Bồ Tát không biết tên gì mà ngài ra đường, ngài gặp mọi người, ngài lại hết, ngài nói: tôi không ra dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật tương lai. Cho nên người ta đặt cái vị Bồ Tát là thường bất khinh, tức là không khinh ai hết. Cái tên của vị đó không có biết tên gì. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm tới tên của ngài tên gì thì không biết, nhưng mà ngài là nghe cái tiếng kêu cứu khổ của thế gian, ngài đến nó ngài cứu khổ, gọi là Quán Thế Âm. Tại vì Bồ Tát này tên là Quán Thế Âm chứ không phải là Quan Âm. Chữ Quan có nghĩa là sáng, mà chữ Quán có nghĩa là xem xét. A Di Đà Phật. Giờ thầy kể cái chuyện, quý vị đừng có cười nha, hãy cười là thua đó. Năm đó thầy ở Cai Lậy, mà cái chùa của thầy đó là gần cái đồn Nghĩa Quân. Thì sư phụ thầy làm một cái hầm trú ẩn. Tối thì những cái nhà chung quanh đó họ mới đưa con cái họ tới chùa ngủ. Là khi mà có súng hai bên họ giao tranh thì kéo nhau chung vô cái hầm đó. Thì cái hôm đó trong chùa khoảng 20 người, 20 người tức là Phật tử ở chung quanh họ tới họ ngủ. Thì khuya hai bên thì cách mạng với quốc gia họ đánh cái đồn đó, thì thầy trò chung vô cái hầm đó. Súng nó bắn trên ngói nó lỗn rộn. Sư phụ thầy mới niệm Quan Âm: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tất cả trong cái hầm trú ẩn đều niệm hết 20 người. Có cái bà già đó bà lẫn, bà nghe ở ngoài đó cái trận đánh nó thổi kèn tấn công. Thì thầy trò đang niệm Quan Âm, bà già bà niệm Quan Âm, tới bà nghe ở ngoài tấn công, bà niệm Nam mô tấn công Bồ Tát, Nam mô tấn công Bồ Tát, Nam mô tấn công Bồ Tát. Trời, mắc cười quá mà không dám cười. Thế thì
Bồ Tát nghe mình niệm Quan Âm hay là nghe cái bà già đó niệm tấn công? Bồ Tát không có nghe tấn công đâu, mà Bồ Tát nghe niệm danh hiệu Bồ Tát. Nghĩa là sao? Rồi sáng ra cái nóc chùa là ngói đổ hết, đạn bắn ngói đổ hết. Thế thì 20 người ở trong cái hầm trú ẩn ở trong chùa đó là hoàn toàn yên ổn, không có gì hết. Mà do cái bà già niệm Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, Nam Mô Tấn Công Bồ Tát. Đó là cái chuyện vui ở nhà chùa. Vậy Đà Phật. Thôi hôm nay là ngày kỷ niệm của Bồ Tát Quán Thế Âm một năm. Có ba cái ngày lễ của Bồ Tát: 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tất cả quý Phật tử nữ là có cái ơn với Bồ Tát, vì Ngài thương hàng nữ nhân. Ngài hiện cái thân người nữ, tay thì cầm cái tịnh bình, tay thì cầm nhành dương liễu, là để mà độ chúng sanh. Bây giờ thầy nói cái chuyện Quan Âm Thị Kính, cái chuyện đó của Đại Hàn, không phải của mình, của Phật giáo Đại Hàn. Thị Kính thì có chồng, mà cái người chồng đó có cái cọng râu ở cái cần cổ đó. Cái người chồng đó ngủ, Thị Kính mới cầm cái kéo, mới cắt cái râu đó. Thì nó đụng cái da cho người chồng đó, mở mắt thấy người vợ cầm cái kéo, mới tri hô lên là bà vợ cố tình sát nhân. Cho nên câu chuyện nó đổ bể ra. Thì nhà trai họ mới trả cái cô gái này về. Họ cho là người con gái đó có cái âm mưu giết chồng. Mà ngày xưa quý vị nhớ rằng có chồng mà họ trả về là xấu lắm, xấu hổ lắm, cả dòng, cả họ, cả xóm, cả làng. Cái con nhỏ nó hư lắm, nó tệ lắm. Cho nên bên trong người ta chê, người ta trả nó xấu lắm. Thì Kính mới buồn. Thường thường thì buồn người ta đi tự tử, nhưng mà Thị Kính thì không tự tử, mới giả con trai đi vô chùa tu. Vô trong chùa thì hòa thượng trụ trì này, thấy nó con trai, hãy cho nó tu, đặt pháp danh là Kính Tâm. Thì gái mà giả trai thì cái nét của gái nó còn, chứ sao nó mất được. Cho nên Thị Màu đi chùa mà thấy ông đạo Kính Tâm ra đẹp trai quá, mới đem cái lòng thầm thương trộm nhớ. Thương, nhưng mà ông đạo Kính Tâm thì không có chút gì mà đối đáp lại cái tình cảm đó. Cho nên Thị Màu về mới thông dâm với một người giúp việc ở nhà, mang bầu. Thì khi mà sanh đứa con ra đó thì mới đổ thừa cho ông đạo Kính Tâm. Đổ thừa cho ông đạo Kính Tâm. Mà con của quan huyện, cho nên quan huyện mới lên chùa là Khánh Vân, mới làm khó làm dễ với hòa thượng trụ trì. Bây giờ ông đạo của chùa này mà tư tình với con gái tôi, mà gia đình tôi, gia đình rồi danh giá quan lại, bây giờ câu chuyện này sao? Nhà quan mới bắt ông đạo Kính Tâm ra ngoài công đường rồi đánh, căng nọc ra đánh, đánh ra đổ máu. Nhưng mà ông đạo Kính Tâm không nói gì, làm thinh chịu hàm quan. Cuối cùng rồi thì nhà chùa phải đóng tiền phạt. Hòa thượng trụ trì mới đeo ông đạo Kính Tâm này về chùa, nhưng mà không cho ở chùa, phạm giới rồi. Phạm giới, đuổi ra ngoài cổng tam quan rồi ngoài đó. Thì cũng tu, người ta tu mà, nó đâu có thối thất cái tâm ban đầu. Ở ngoài đó tu thì khuya ở trong chùa này
hành lễ thì ở ngoài cổng Tam Quan nó ông đạo Kỉnh Tâm cũng hành lễ, thì thị mầu nó đem con nó giao, bị nó khai rồi nó tư tình với ông đạo ở chùa mà. À, ông đạo Kỉnh Tâm vừa tụng kinh mà nghe con nít nó khóc, ông ra ông nói con ai đem bỏ chùa này, con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi, đem vô nuôi. À, khổ chưa, đừng mang cái hàm quan đó. Bây giờ mới bồng đứa bé này xuống và làm mà xin sửa đó, họ chửi không còn gì hết. À, tu hành mà còn tham vọng này khác nữa, bây giờ bế đứa bé nó đi xin sửa người ta thì ở xóm làng người ta chửi, mà ở chùa thì bị hàm quan. Thế mà ông đạo Kỉnh Tâm cũng bình thường tu hành. Như vậy cái nhành dương liễu đó, đó là cái nhành dương liễu. Thùy mị đoan trang nhẫn nhục chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác, mà tâm của ông đạo Kỉnh Tâm không động, không động. Ai nói gì thì nói mà tu, tu. Nó chuyện họ nói mà. Ở đây con thị mầu nó đổ thừa mình lấy nó, mình đâu có lấy đâu. Bây giờ đứa con này nó đem, nó bỏ mình không cứu đứa nhỏ này, thì dù xây chính bực phù đồ không cứu được một người toàn mạng, mình ôm nó mình đi xin sửa để cứu nó, ai có chửi có xô gì chửi chứ mình nó có sao đâu, mình làm phước. Cái tự bi. Như vậy cái thanh tịnh bình là cái đứa nhỏ đó. Mà cái đại bi tâm này là thương cái đứa nhỏ đó, mà ôm đứa nhỏ đó xuống như làng mà xin sửa bị người ta chửi bới, người ta nhục mạ người tu hành. Bây giờ quý vị có làm được vậy không? Không ai làm được hết. À, cho nên cuối cùng rồi thì tiểu đồng đó được 10 tuổi thì ông đạo Kỉnh Tâm trút hơi thở cuối cùng để lại cái phong thư. Khi mà sư phụ của tiểu đồng tắt thở rồi thì tiểu đồng mang cái thơ về trong chùa báo cho hòa thượng trụ trì, thì mở cái phong thư ra mới biết là gái giả trai thành Phật bay về trời. Chắc mình làm không được đâu, cho nên mình ở dưới đây hoài cho nó lên trời được, mà giờ vậy mới bay lên trời nữa. Đó là câu chuyện nhẫn nhục. Toàn bộ cái câu chuyện đó để nói lên cái nhẫn nhục của người tu hành. Mà câu chuyện đó của Phật giáo Đại Hàn, không phải của mình. Thôi thì hết giờ. A Di Đà Phật. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta hôm nay đều được an lành trong chánh pháp và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để Ngài tầm thinh cứu khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, tuy thời gian không dài nhưng với những pháp âm vi diệu của hòa thượng đã dạy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy vàng ngọc ấy, nguyện tinh tấn tu thân khẩu ý được thanh tịnh, và nguyện nhẫn sao sao cũng nhẫn cho đến khi thành chánh giác. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ hòa thượng pháp thể khinh an, Phật hạnh viên thành, là đuốc tuệ huy hoàng, là tàng cây đài thọ, mãi mãi khai thị chúng sanh thể nhập vào nghĩa lý nghiệp màu vi diệu của chánh pháp. Kính cung thỉnh hòa thượng cùng quý Phật tử khởi thân hồi hướng. A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Phật tử sám Phật.